phải ra quyết định, mình cần ra quyết định thông minh. Tại vì những cái gì mà chúng ta tập trung vào ngay bây giờ, ngay lúc này á, thì nó sẽ là cái kết quả trong tương lai của chúng ta. Và cuộc hành trình sẽ không bao giờ giống như những gì bạn tưởng tượng. Có thể là bạn có thể là hình dung về cái đích đến, nhưng mà bạn không bao giờ biết tới con đường cụ thể. Có nghĩa là mình sẽ tưởng tượng ra được cái kết quả của công mình đạt được, đúng không anh chị? Nhưng mà về cái hành trình làm như thế nào để có thể tới cái đích đó, là ví dụ chúng ta đang có một cái chuyến đi là từ Bắc vào Nam, đúng không ạ? Và mình có cái mục tiêu là mình sẽ cái đích của công của mình đó là ở tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Và từ cái hành trình mà mình đi từ Bắc vào Nam đó, thì trên cái hành trình mà giả sử như đôi khi là bình thường cái con đường rất là đẹp, nhưng mà một cái ngày đẹp trời tự nhiên là cái con đường đẹp đó thì không hiểu sao là có một ai đó hoặc là có một cái sự việc nào đó mà nó làm cho cái con đường đó là ví dụ như là gặp một cái ổ voi hoặc là ổ gà gì đó, hoặc là cái con đường đó họ đang trên cái hành trình sửa cái, là lúc đó mình lái xe quá là nó không được êm giống như là những cái thời gian trước, và có thể là mình sẽ gặp một cái xíu cái gì đó mình cảm thấy chưa thuận lợi khi mà bước qua trên hành trình đó. Hoặc là hôm nay mình đang đi trên một cái cầu đó rất là đẹp, đúng không ạ? Và mình biết được là từ cái hành trình mà mình đi từ Bắc vào Nam thì nó sẽ đi qua cái cây cầu đó. Thì cũng hiểu sao vào một ngày đẹp trời là tự nhiên là cái cầu đó không còn nữa. Thì đôi khi là mình phải như thế nào ạ? Dạ, mình phải linh hoạt để mình có thể là chọn cái con đường tốt hơn. Và mình không có thể là biết được cái con đường cụ thể mà mình sẽ tới đó như thế nào. Cho tới là khi mà mình, nhưng mà mình sao mình càng bước tới, mình càng bước tới, và trên cái con đường đó đôi khi là cũng gặp những cái mà mình không như mong muốn, nhưng mà sao mình cứ tiến lên, mình cứ tưởng lên thì cuối cùng mình cũng tới cái đích của mình. Đó chính là cái mục tiêu của chúng ta, đúng không ạ? Và sẽ có rất là nhiều người họ từ bỏ ước mơ hoặc thậm chí là họ chưa bao giờ cố gắng thực hiện, tại vì thời điểm đầu là họ thấy là bất khả thi. Họ thấy rằng đó là cái hành trình tới ước mơ của mình đó là sao mà mơ quá à? Mình không có thể rõ ràng. Và lúc đó mình chỉ tập trung vào ý thức của mình thôi. Mình thấy là ồ, chắc với cái năng lực của mình như thế này là mình không có làm được. Và ngày hôm nay anh chị thấy là tác giả tiết lộ một cái bí mật tuyệt vời mà. Cho dù là kể cả những người thành công thì sao, họ cũng không có thể thấy được cái toàn bộ cái con đường trước mắt. Và chúng ta cũng vậy. Nhưng mà cái quan trọng ngày hôm nay là bản thân của Lan luôn nhắc nhở mình anh chị ạ. Trên cái hành trình mình đi á, mình không có phải đặt cái khả năng của mình bằng với cái ý thức của mình không đâu, mà mình luôn có cái sức mạnh tiềm thức của mình hậu thuẫn. Nên là cái điều đầu tiên mình hiểu như vậy để mà mình luôn tin tưởng vào cái hành trình thành công của mình. Và không có một người thành công nào mà có thể là biết trước được là mình sẽ thực hiện cái ước mơ đó bằng cách nào. Họ chỉ đơn giản là họ tin rằng là nó trở thành hiện thực, và họ không bỏ cuộc cho tới khi nó xảy ra. Ngày trước thì chúng ta đã làm một cái bài tập, đó chính là viết ra cái hành trình thành cái con người mình mong muốn trở thành rồi, cái mục tiêu, cái đích đến của mình trong cuộc đời này rồi, đúng không anh chị? Bao nhiêu anh chị tin rằng là cái điều đó sẽ trở thành sự thật ạ? Bao nhiêu anh chị tin rằng là một ngày gần nhất mình cũng sẽ chạm tới cái mục tiêu đó của mình ạ? Một ngày gần nhất mình cũng chạm tới cái ước mơ đó của mình ạ? Anh chị có thể comment tôi giúp Lan được không ạ? Anh chị nào chưa tin lắm thì có thể comment số 9 giúp Lan được ạ. Dạ tuyệt vời quá, Lan chúc mừng anh chị. Và Lan chia sẻ với anh chị là có những cái lúc mà không phải lúc nào Lan vào câu lạc bộ là mình cũng thuận lợi đó anh chị. Có những lúc nhé, có nghĩa là trên hành trình đó và Lan bước đi, Lan cũng hành động kỷ luật mạnh mẽ mỗi ngày. Nhưng mà có những lúc mà Lan chưa thấy cái kết quả. Và lúc đó thì Lan mới nghe doanh nhân Trân Vy nói là trên cái hành trình cũng giống như là một cái con đường mà bạn đi ngoài đường vậy đó. Tới khi mà nó sẽ có những cái đoạn cống, đoạn cua thì bạn không thể nào thấy được những cái gì trước mắt cho tới khi là bạn bước qua cái đoạn cua đó. Và vào một ngày Tết về, anh chị Lan cũng về quê đó, thì Lan cũng đi trên cái con đường đó, và lúc đó mình giác ngộ được bài học này. Có nghĩa là ở người quê, đặc biệt người quê thường là có những cái con đường mà nó gọi là những cái mà cua anh chị, những cái khúc cua nó rất là cua luôn, đúng không? Còn chúng là cũng 360 độ đó. Và bao nhiêu anh chị đồng ý với Lan là khi mà mình đang ở cái chỗ cái khúc cua đó là hoàn toàn những cái gì trước mắt, cho dù là nó chỉ có là vài mét thôi nha, nhưng mà mình không có thấy cái gì cả.
cho tới khi mà mình phải đi qua cái khúc cua đó, đúng không? Mình đi qua cái khúc cua đó thì tất cả con người, sự vật, sự việc, nhà cửa, con đường đẹp như thế nào, khung cảnh đẹp như thế nào là mình thấy rõ mồn một. Nhưng mà cổng cách đó là chỉ có là 5 mét thôi, mà mình đang ở cái khúc cua bên này là mình không có thấy gì hết. Và lúc đó thì Lan mới vận dụng vào cái công việc của Lan, và Lan nói là cái lúc mà Lan đang hành động ở đó, Lan cũng nói là Lan đang đi trên cái con đường này thôi, và Lan đang đi qua cái đoạn cua, Lan chỉ cần đi qua cái đoạn cua này Lan thấy kết quả, và rất là tuyệt vời động như vậy anh chị. Và Lan mặc dù là mình chưa thấy kết quả nhé, nhưng mà mình vẫn kỷ luật, mình vẫn liên tục hành động hoàn thành cái mục tiêu của mình mỗi ngày, mà nó rất là hay luôn. Có những tháng anh chị tới cuối tháng đó, là tự nhiên là nguồn lực tới tới tấp. Có những ngày gần cuối tháng đó, tự nhiên nguồn lực tới tấp, mà có những cái nguồn lực đó là mình không, nó rất là bất ngờ luôn, mình không nghĩ là sẽ có cái nguồn lực tới để mà hậu thuẫn cho cái mục tiêu của mình đó, và giúp cho mình đạt được cái mục tiêu. Và Lan có ghi vào trong cái cuốn sổ của mình luôn anh chị, có nghĩa là nên là anh chị thấy là các doanh nhân hay chia sẻ với anh chị trên cái hành trình mình đi, là mình phải có một cuốn sổ nhật ký thành công đúng không, để mình ghi cái bí kíp thành công vào. Lan còn ghi vào mỗi lần Lan gặp cái bài học đó là giờ đó anh chị. Và khi mà mình hành động mình chưa thấy kết quả là mình đang ở cái khúc cua, cộng số như vậy để mình ghi vào, cộng số này ghi hết rồi, đang là ghi cuốn khác anh chị ạ. Để mà mình có được những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình á, và trên cái hành trình mình đi á, khi mà mình cũng gặp cái tình huống đó thì mình biết được là cái bí kíp mình đã làm những gì, mình đã có suy nghĩ gì, mình đã có hành động gì để mà mình có thể là vượt qua được cái giai đoạn đó. Và mỗi lần mà Lan chỉ cần gặp một cái tình huống nào đó, Lan sẽ dở cái ra để xem là ồ, trong cái giai đoạn, trong cái tình huống này là mình làm gì để mà tạo ra kết quả. Và mình cứ vậy mình ứng dụng, và lại tiếp tục mình lại có những cái bài học, những cái trải nghiệm, những cái bí kíp hay hơn. Có thể là chúng ta học cùng những người thầy của mình, nhưng mà cái mà giúp cho mình có cái niềm tin đó chính là cái trải nghiệm thực tế của anh chị. Nên là ngày hôm nay á, khi mà chúng ta ứng dụng có kết quả không phải tự dưng là may mắn đâu anh chị, mà có nghĩa là chúng ta đang đi động cái công thức của vũ trụ, đang đi động cái công thức của người thành công. Nên là mình hãy ghi lại, mình hãy ghi chép lại cái bí kíp thành công của mình. Và khi mà một khi mình đã nắm cái bí kíp đó rồi, là trên hành trình đó là mình phải cam kết ứng dụng những cái bí kíp đó. Dạ, và cho Lan xin hỏi là bao nhiêu anh chị? Mình tin tưởng vào mục tiêu của mình và mình sẽ cam kết hành động cho tới khi thành công ạ. Mình cam kết hành động cho tới khi đạt mục tiêu ạ. Và mình có thể comment số 100 giúp Lan được ạ. Tại vì nếu như mà đó là ước mơ, đó là sự mình của mình rồi anh chị, thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Tại vì nếu như mà chúng ta nghĩ rằng có thể là chúng ta đứng bên ngọn núi này, và chúng ta nhìn qua bên ngọn núi kia, và chúng ta nhìn thấy là ồ, có cái người đó họ họ đi nhanh quá, họ leo lên núi nhanh quá, họ đã đạt được những kết quả tuyệt vời quá. Nhưng mà chúng ta đâu biết được đằng sau đó là họ đã bước qua những hành trình gì. Và đằng sau đó thì họ cũng bước qua những cái hành trình giống như mình. Nhưng mà tới cái giai đoạn đó họ đã vượt ngưỡng để mà họ có thể đi lên cái ngọn đích, ngọn núi cao hơn. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cái hành trình đó, mà chúng ta chỉ thấy cái kết quả của họ thôi. Và mình nghĩ rằng là ồ, chắc là mình leo qua bên ngọn núi kia thì mình cũng sẽ đạt được cái kết quả giống họ. Và bắt đầu khi mà mình qua cái ngọn núi kia đúng không? Và mình cũng tới cái đoạn đó, mình cũng tới cái đoạn đó thì mình lại không biết cái cách giải quyết. Và chẳng lẽ mình lại tiếp tục nhìn qua bên ngọn núi khác. Và thế là mình lại bắt đầu từ đầu. Và bắt đầu mình lại cứ từ đầu như vậy cho tới khi là người ta leo tới đích thì rồi mình vẫn bắt đầu từ đầu. Nếu như mà chúng ta không có cái sự tập trung và chúng ta đứng nổi hay trong nổi nói anh chị, thì khả năng cao là những cái người họ đồng hành cùng mình họ sẽ tới đích, còn mình là vẫn tiếp tục nhìn nổi này nhìn nổi kia. Tại vì chúng ta đã học được công thức đúng không anh chị? Tiềm thức nó chỉ thật sự làm việc khi mà anh chị tập trung 100%. Còn nếu như mà chúng ta vẫn đang 50-50 thì lúc đó mình chỉ sử dụng ý thức của mình thôi, và chúng ta biết được ý thức thì chỉ có là 10%. Làm sao mà đi nhanh bằng cái người mà họ đang sử dụng được 100% năng lực được. Dạ. Và khi mà Lan biết điều này anh chị, và bắt đầu Lan đặt ra cái mục tiêu cho mình. Mình đặt ra mục tiêu cho mình, và cái mục tiêu thì mình luôn luôn giữ đúng. Còn cái hành trình thì mình có thể chuyển hóa cái cách tốt nhất, nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để mình đạt được cái mục tiêu của mình. Nhưng mà cái mục tiêu của mình thì luôn giữ.
Và khi đó Lan đặt cái mục tiêu là mình phải trở thành một người phụ nữ độc lập tự do. Mình phải trở thành một người tự do thời gian, tự do không gian, tự do tài chính. Mình được chinh phục vòng quanh thế giới. Mình được sống một cuộc sống tự do. Mình trở thành một người trao giá trị truyền cảm hứng. Và lúc đó đó chính là cái mục tiêu mà mình sẽ theo đuổi. Và đó là cái mục tiêu mà Lan ra quyết định là mình sẽ theo đuổi cho tới khi là cái hành trình cuộc sống của mình. Đôi khi cái hành trình cuộc sống của mình kết thúc thì mình còn truyền lại cho con mình, cho cháu mình. Và đó là cái hành trình sống, và mình cam kết là mình sẽ sống trên cái hành trình đó. Và khi mà một khi mà Lan xác định cái mục tiêu đó rồi á, thì sao ạ? Dạ, mình biết là mình cần phải có một cái lộ trình để mình có thể bước trên cái hành trình đó. Và khi mà Lan vào câu lạc bộ và Lan nắm được đây là cái lộ trình mà giúp cho mình thành công, và đây chính là một cái lộ trình mà nó đi từ bên trong cho tới là ra ngoài hành động của mình. Còn nếu như ngày hôm nay cũng là cái lộ trình mà giúp cho mình tới tự do tài chính, nhưng mà những cái yếu tố bên trong á, mình không có, và mình chỉ bị phụ thuộc cái yếu tố bên ngoài thôi. Yes, thì có thể nó không có tạo ra cái sự thành công bền vững. Nhưng mà vào câu lạc bộ anh chị sẽ thấy một cái sự khác biệt. Có thể là chúng ta đi một nơi nào đó thì người ta sẽ nói là bạn cần phải bỏ tiền ra để bạn nhập cái này, bạn nhập cái kia. Bạn có thể là phải bỏ tiền ra để mà bạn có thể là thực hiện cái hành trình kinh doanh này, để mà nhập sản phẩm hoặc là gì đó chẳng hạn. Nhưng mà cái câu đầu tiên khi mà anh chị vào câu lạc bộ có một sự khác biệt, đó chính là bạn đã đọc sách chưa? Bạn đã ghi chép livestream chưa? Và đó là cái hành trình mà Lan thấy Chủ tịch Trịnh Huy quá là vĩ đại. Có nghĩa là Chủ tịch Trịnh Huy giúp cho mọi người đi từ cái tư duy. Và đây là cái điều không phải ai cũng làm được anh chị. Tại vì ở ngoài kia không phải là ai cũng có cái sự kiên trì, kiên định, mà họ chịu là dành cái thời gian ra để phát triển bên trong của mình. Và thường là họ sẽ tập trung vào bên ngoài, làm cái gì để mà giàu nhanh, làm cái gì để thành công nhanh, làm cái gì để có tiền liền. Và đó chính là một cái gói, là một cái nguồn gốc á, để cho những cái người mà họ tấm không sáng đó, họ tạo ra những cái dự án mà không có đúng. Tại vì có cúng thì sẽ có cầu, chúng ta đang có cái nhu cầu đó, cho nên là người ta cung cấp cho mình để mình thỏa mãn được cái nhu cầu đó. Nhưng mà tại vì mình đã đưa ra một quyết định, đó là cái thành công của mình đó thì không có phải tới từ cái năng lực của mình, mà có thể là phụ thuộc vào một ai đó. Nên là họ có thể đưa ra những cái dự án hoặc là những cái chiến lược. Mình nhìn mình cảm thấy đó là một cái màu hồng. Nhưng mà khi mà mình tham gia vào thì những cái màu hồng trước đó thì theo thời gian nó sẽ chuyển qua một cái màu gì đó. Nghĩa là những cái mà nó không có bắt đầu từ giá trị đó, thì mình cũng sẽ hiểu trước được cái kết quả là nó sẽ như thế nào. Và khi mà chúng ta vào câu lạc bộ thì sao? Ngay từ đầu, nếu như mà anh chị nào thật sự nghiêm túc và mình học những cái kiến thức mà Chủ tịch Trịnh Huy chia sẻ, đúng không? Là nói giống như là mình có một cái kính, là cái kính chiếu yếu luôn nhé. Gọi là cái kính chiếu yếu là sao ạ? Dạ, mình chỉ cần là nắm những cái tư duy này thôi. Mình chỉ cần là nắm những cái tư duy này, những cái kiến thức này. Và lúc đó, giả sử mà chúng ta chỉ cần nhìn một cái dự án nào thôi, là chúng ta cũng đủ tư duy trí tuệ để mà nhìn nhận được là đây là một cái dự án đúng hay là không đúng. Nhưng mà còn có những anh chị là học tư duy này rồi, nhưng mà quan trọng là mình có ứng dụng hay là không. Nên là cái quan trọng là vẫn là chính mình, đúng không? Có thể là câu lạc bộ cho chúng ta một cái kiến thức rất là tuyệt vời để mà chúng ta có thể thoát khỏi cái mê cung đó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không có chịu đi theo cái tấm bản đồ đó, và chúng ta vẫn nói rằng là sao, thôi chắc là mình sẽ tiếp tục đi theo những cái gì mà mình nghĩ là đúng. Nhưng mà những cái gì mình nghĩ là đúng đó, thì nó mới đưa mình tới cái kết quả hiện tại. Và nếu như kết quả hiện tại của mình đó là một điều rất là tuyệt vời, thì cái điều đó là rất là tuyệt vời rồi. Anh chị nên nghe theo cái con người thành công của mình. Nhưng mà nếu như hiện tại tài chính, sức khỏe, mối quan hệ chưa được như mình mong muốn, vậy thì cho Lan hỏi, mình tiếp tục nghe theo chính mình đó, mặc dù là chính mình, nhưng mà tại vì kết quả hiện tại của chính mình đó là một cái kết quả của một người không thành công,
là một kết quả mà chưa có đạt được cái sự hạnh phúc trọn vẹn như mình mong muốn. Thì theo anh chị, nếu như mà mình tiếp tục ngày mình đó, thì mình có ra khỏi được cái mê cung đó không ạ? Nhà có thể comment giúp anh được không ạ? Theo anh chị ấy, là mình có ra được khỏi cái mê cung đó ạ? Dạ. Và giống như là cái hành trình của Lan anh chị, có nghĩa là mình cũng khao khát thành công, mình cũng khao khát tự do tài chính, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình phải làm theo cái con người của mình. Mình chỉ có mình mà yêu mình nhất, chỉ có mình đó mà có thể là giúp cho mình thành công nhất, chứ mà ngoài kia ai mà giúp cho mình. Nhưng mà không may mắn lúc đó mình đang là một người không thành công. Nhưng mình không có hiểu được tư duy này. Mình cứ nghĩ là mình phải làm theo mình thôi. Mình phải làm theo những gì mà mình nghĩ là đúng thôi. Dạ, và mình cứ làm như vậy cho tới khi là Lan làm Lan đi làm thuê rồi là Lan bắt đầu bước ra kinh doanh. Và sản phẩm này chưa được, Lan lại quay qua sản phẩm khác. Rồi bắt đầu Lan cũng làm bảo hiểm. Rồi bắt đầu là mình cũng làm tài chính. Rồi mình tìm hiểu về bất động sản các thứ. Nhưng mà vì mình làm theo cái con người này, mình làm theo con người không thành công này, nên cuối kết quả cuối cùng là dạ, có bao nhiêu tiền mà cũng không an toàn. Cho tới khi mà Lan tốt nghiệp bài học này là Lan nói một cái câu về mình, anh chị, Lan nói về chính mình là ngay từ bây giờ tôi không còn tin vào cái tiếng nói nhỏ của tôi nữa. Tại vì cái tiếng nói nhỏ này là đã đưa tôi tới cái con người này. Cái tiếng nói nhỏ này là giúp cho tôi là ra ngoài chờ bán hàng rong. Nên là tôi sẽ không bao giờ nghe cái tiếng nói nhỏ này cả. Và lúc đó thì lành đau đớn là mình phải nghe theo cái người mà họ đã tạo ra kết quả, nghe theo cái người mà họ nói chưa mang kết quả. Mình phải nghe theo một cái người nói hay, nói hay rất là tuyệt vời, nhưng chưa chắc đó là kiến thức hay, là kiến thức mà giúp mình tạo ra kết quả. Nhưng mà một người mà vừa nói hay mà vừa tạo ra kết quả nữa, thì đó chính là cái người mà chúng ta cần phải học. Dạ, nên là anh chị có thể comment giúp Lan được ạ. Học và làm theo những người nó chưa mang kết quả. Và lúc đó mình thấy người thầy của mình, dạ là Chủ tịch Trịnh Huy, đúng không, những là họ tạo ra kết quả, mà họ đã giúp rất là nhiều người cũng tạo ra được kết quả đó rồi. Vậy thì mình cứ bám sát cái công thức đó và mình đi thôi. Suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động tạo ra kết quả. Nhưng mà một cái câu hỏi đặt ra là bây giờ mình muốn đạt được cái kết quả giống như họ, mình muốn tạo ra thu nhập thụ động là 10 con số, 9 con số, 10 con số giống như họ. Nhưng mà cho anh hỏi một câu là anh chị có sẵn sàng rèn luyện cái suy nghĩ của mình giống như họ không ạ? Anh chị có sẵn sàng rèn luyện, nâng cao cái tần số cảm xúc năng lượng của mình giống như họ không ạ? Chúng ta có sẵn sàng rèn luyện cái hành động, sức mạnh tính cách, cái sự kỷ luật, cái lòng can đảm giống như họ không ạ? Một câu nói, một câu hỏi, và chúng ta đều mong muốn đạt kết quả giống như họ. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng hành động từ trong suy nghĩ cho tới hành động giống như họ không? Ba anh chị sẵn sàng ạ? Ba Lan hiểu rất là rõ cái hành trình này. Mình rất là mong muốn cái điều đó rồi. Nhưng mà cái bước tiếp theo của Lan đó là Lan phải làm những gì mà những cái người mà họ đang đạt kết quả đó đáng làm. Và có những cái là Lan chưa có đạt được. Cho nên mình biết là cái hành trình này mình cần phải rèn bản thân của mình. Mình sẵn sàng rèn bản thân của mình. Tại vì chỉ cần là khi mà bên trong của mình đã có cái điều đó rồi á, thì cái bên ngoài của mình là kết quả là hiển nhiên. Cho nên là cứ như vậy anh chị ạ, Lan mỗi ngày khi mà mình gặp một cái sự việc nào đó, thì Lan sẽ đặt câu hỏi là trong cái tình huống này là mình sẽ áp dụng cái công thức của câu lạc bộ như thế nào. Ví dụ Lan nói một cái chuyện nhỏ thôi, và cái lúc đó là trong trong ngày thường là con mình đôi khi là chưa ngoan đúng không ạ, cái là mẹ thì đang làm việc, con thì ngồi khóc. Nhiều lúc mà mình chuẩn bị gặp khách hàng rồi con ngồi khóc, cái là Lan mình nói là có những lúc á Lan không có tập trung là mình sẽ có những cái lời nói chưa được hay, chưa được đẹp.
cái là cái lúc mà bắt đầu mình tỉnh thức lại, đúng không? Mình đặt câu hỏi là trong cái tình huống này là mình sẽ ứng dụng cái công thức của câu lạc bộ như thế nào. À, bước một ra quyết định, đúng không? Và lúc đó thì Lan mà ra quyết định. Ngay bây giờ, ngay lúc này là con tôi ngoan, thấu hiểu, nghe lời mẹ, hợp tác với mẹ, và chơi rất là giỏi. Và tự nhiên lúc mà Lan ra quyết định như vậy á, thì cái tấm của mình nó an hơn anh chị, nó không có bị động nữa. Và sau đó mình bước số 2 là gì? Hình dung tưởng tượng. Ngay giờ lúc này là con đã chịu chơi rất là giỏi rồi. Và bước số 3 là hành động, đúng không? Hành động thì mình phải hành động như thế là con mình đã là một cái gói là rất là ngoan rồi, rất là giỏi rồi. Chứ mình không có tập trung vào cái trước mắt là con mình đang khóc nữa. Và lúc đó thì tự nhiên mình ra quyết định như vậy anh chị nhé. Bắt đầu cái tâm mình ăn. Cái là thay vì khi mà cái lúc mình chưa ra quyết định là đôi khi mình sẽ mặn con. Nhưng mà cái lúc mình thực hiện tháp bước đó thôi anh chị, tự nhiên là bên trong á, cái tâm nó rất là bình tĩnh luôn. Và cái là bắt đầu Lành mới ngồi xuống, Lành mới nhìn con hoa Lành nói. Bắt đầu là mình hỏi. Rồi sau đó là mình nói là bây giờ con nói theo mẹ. Tôi rất là ngoan. Tôi rất là giỏi. Tôi chịu chơi để cho mẹ làm việc. Cái mình nói như vậy anh chị, cái con mình cũng nói theo. Và mình lắng nghe cầu gói là lắng nghe cầu phấn đó là vì vấn đề này vì vấn đề kia một xíu. Cái là mình nói con mình đọc là những cái gì mà mình muốn đó. Rất là hay luôn anh chị. Từ một cái mà gọi là nếu như mà cái lúc đó nhé mà mình không có làm chủ được cái tâm của mình đó, và mình cứ là con là thường ngày là con lánh thay đổi gì cả. Nhưng mà cái lúc đó là mình giữ được cái tâm của mình thôi và mình giao tiếp lại động với con thôi. Cái lúc đó là tự nhiên là chiều nghe lời mẹ và chiều chơi rất là ngoan luôn mà để cho mẹ làm việc anh chị. Rất là hay, cho nên nó là cái kiến thức này anh chị chúng ta không phải là ứng dụng trong cái tài chính, ứng dụng trong cuộc sống, mà mình phải biến nó trở thành cái tính cách của mình và mình ứng dụng trong từng cái hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Biến nó trở thành cái tính cách của mình. Đây không phải là một cái kiến thức hay. Đây không phải là một cái kiến thức mình đọc để mình cảm thấy là giá trị. Mà đây là một cái kiến thức để mình phải nói chuyện bằng kết quả. Mình ứng dụng kiến thức này để mình tạo ra kết quả. Và anh chị sẽ thấy rằng là khi mà mình vận dụng từng cái kiến thức này vào trong cuộc sống của mình là nói anh chị rất là nhiệt huyết khi mà đi chia sẻ cho một ai đó những cái giá trị này. Rất là nhiệt huyết và anh chị sẽ trở thành một người vô cùng giá trị. Tại vì mình có cái khả năng giải quyết được vấn đề của mình trong mọi tình huống rồi. Và cái cách mà mình làm một việc á, thì sẽ là cái cách mình làm mọi việc. Và nếu như mình giải quyết được trong cái tình huống nhỏ trong cuộc sống của mình á, là tự nhiên là trong công việc hoặc là trong tài chính hoặc là trong sự nghiệp có những cái tình huống lớn hơn thì mình cũng giải quyết được luôn. Tại vì đó là cái thói quen của tiềm thức và tiềm thức thì nó không có phân biệt đây là việc nhỏ hay việc lớn. Nó chỉ phân biệt được cái thái độ của mình á, khi mà mình đứng trước cái sự việc này là như thế nào. Nếu như mà cái thái độ của mình trước một cái việc nhỏ mà mình cũng làm lớn lên á, thì ngay cả trong những cái việc lớn mình cũng bình an được. Nên là đừng bao giờ chơi việc lớn mình mà ứng dụng trong từng việc nhỏ. Và là nói nếu như mà anh chị có cái sự nhiệt huyết như vậy, có được cái giá trị như vậy và anh chị gặp bất kỳ một ai thôi, mình cũng có thể trao cái giá trị đó, anh chị cực kỳ thành công và giàu có. Mình cực kỳ thành công và giàu có. Tại vì những người đó họ cực kỳ biết ơn anh chị. Và chính những người đó họ chính là con của vũ trụ. Mà một cái người nào đó mà làm một cái điều gì tốt với con mình, anh chị có đồng ý với Lan đó là mình sẽ đáp lại không ạ? Bây giờ mà một ai đó mà yêu thương mình, làm điều gì đó tốt với con mình sẵn sàng báo đáp lại họ những gì mình có thể. Nên là nói anh chị bây giờ mà vũ trụ mà báo đáp anh chị á, thì anh chị giàu đỡ nổi nhé. Anh chị có muốn là vũ trụ báo đáp cho mình ạ? Vậy thì mình hãy biện mình trở thành một con người ấy mà khi mình gặp bất kỳ một ai đó mà cũng có thể chạm tay hỏa văn, mình gặp bất kỳ một ai ấy, là mình cũng có thể trao cái giá trị gì cho họ. Và để bước trên cái hành trình này không phải là mình ngày hôm nay ấy, mình thực hiện từng cái mục tiêu này của mình,
Có thể là mình chưa thấy gì cả. Và mình cảm thấy là ồ, chắc là mình cũng hành động, mình cũng ứng dụng như vậy rồi mà mình chưa có kết quả, chắc là mình không làm được. Không anh chị ạ, từng bước một. Từng bước một. Để mà ngày hôm nay á, chúng ta thấy được cái tòa nhà lắm mắt tầm một cao nhất Việt Nam đúng không anh chị? Bây giờ thì mình nhìn thấy cái ngôi nhà rất là cao. Nhưng mà có phải bác Phạm Nhật Vượng cũng phải là xây từng viên gạch không ạ? Bác Phạm Nhật Vượng và những cộng sự của bác cũng phải lắp từng viên gạch để có thể là tạo nên cái tòa nhà tầm một đó. Đó nha anh chị, đồng ý với Lan ạ. Nhà có cái tầm gạch nào á một phát mà bỏ vào cái mà xây lên cái tòa nhà tầm một không ạ? Nên là ngày hôm nay cái hành trình thành công của mình cũng ạ. Mình cũng đã ngay hôm nay khi mà anh chị viết xuống cái mục tiêu ngày của mình và mình hoàn thành, mình đang lắp vào một cái viên gạch trên cái tòa lâu đài sự nghiệp của mình. Ngày hôm nay cái công việc của anh chị là kinh doanh. Anh chị gặp một khách hàng, không biết là họ có đồng ý sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng ta hay là không. Nhưng mà anh chị cũng đã lắp một cái viên gạch vào trong cái hành trình của mình. Và trong suốt hành trình đó, hãy nhắc nhở mình rằng là mình đang làm từng bước một. Và đặc biệt là cái giai đoạn đầu tiên anh chị, khi mà mình lăn hành động mà lăn chưa thấy kết quả, là lăn biết được rằng á là đây là một cái viên gạch của mình. Và ví dụ lăn nói là để mà lăn tạo ra tiền thì lăn là đạt được 10 điểm. Và cái lúc mà lăn hành động anh chị, lăn nói là ngày hôm nay á chỉ cần là lăn chia sẻ cho một khách hàng cái dịch vụ, cái sản phẩm của lăn là Lan đã có một điểm rồi. Không biết họ có đồng ý hay không nhé, nhưng mà Lan đã có một điểm cộng vào á để cải thành công của mình. Ngày hôm nay Lan chia sẻ 2 khách hàng, 3 khách hàng, 5 khách hàng, 10 khách hàng thì Lan biết là Lan đã lấp đầy được cái lượng để mà giúp cho Lan tạo ra cái số tiền mà Lan muốn. Và mình hiểu cái hành trình đó, mình hiểu cái hành trình đó nên là mình đi trong cái sự tin tưởng, mình đi trong cái sự tự hào, mình đi trong cái sự nhất quán. Cũng giống như ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều có một cái công việc riêng, có một cái sự nghiệp riêng, có một cái mục tiêu riêng. Thì cái hành trình nào cũng vậy ạ. Chúng ta cần phải từng bước và từng bước một. Và dù có ở tình huống đi ở thế nào đi chăng nữa đúng không? Vẫn luôn có thể là thực hiện một bước nhỏ nào đó. Kể cả ngay bây giờ đúng không? Bạn đang cảm thấy giống như là hôm bữa Lan có chia sẻ cho một người chị. Thì cái lúc đó là chị vào học với Lan nhé, mà chị nói là Lan ơi, bây giờ hả công việc của chị thì không có khách hàng, tài sản của chị là đang không dương tài chính, chị là đang vay một cái số tiền trong ngân hàng, rồi là vợ chồng chị là chưa có hòa hợp, con cái chị thì chưa nghe lời. Chị thấy bây giờ là chị cảm thấy chị vực dậy nổi Lan này, cái là chị khóc anh chị. Dạ, và nếu như lúc đó mà Lan nhìn vào cái những cái gì mà chị chia sẻ thì mình thấy ô, nó giống như là một cái vùng trời mà không thể nào thay đổi được vậy đó. Nhưng mà bắt đầu tại vì Lan cũng đi qua hành trình này rồi anh chị, và Lan hiểu. Và Lan cũng nói với chị là từng bước chị ạ. Ngày hôm nay cái bước đầu tiên mà chị cần làm đó là chị thay đổi cái suy nghĩ cho Lan. Đưa cái tần số năng lượng của mình cao lên. Tập trung vào cái mục tiêu của mình, tập trung vào cái kết quả mình mong muốn. Cái là Lan hướng dẫn cho chị viết ra cái mục tiêu 30 ngày. Lan hướng dẫn cho chị viết ra cái bức tranh thôi miên. Và mỗi sáng chị vào làm quy trình. Và chị qua ngày mai, thay vì bình thường là chị tháng với Lan, cô tự nhiên qua ngày mai chị nói là ô Lan ơi, sáng nay chị vào làm quy trình năng lượng quá. Ô Lan ơi, ngày hôm nay chị đã bỏ quỹ tự do tài chính rồi này. Và anh chị biết gì ngày trước nha. Mà cứ làm bao nhiêu là chị cần lên mạng mà thấy một cái áo đẹp, một cái đầm đẹp, một cái túi xách đẹp đó là order, order, order. Tới nỗi là nhân viên của chị là sờ chị luôn, tại vì là làm bao nhiêu tiền là mua sắm hết. Nhưng mà từ ngày vào câu lạc bộ thôi, bỏ quỹ tự do tài chính thôi, trời ơi là nơi bữa nãy là chị quản lý tiền xuất sắc, và chị thấy là bên trong chị có cái sự dư dả đó. Đó có phải là một bước mà chị đã thành công hơn ngày hôm qua chưa ạ? Có phải là ngày hôm nay chị đã thành công 1% so với ngày hôm qua chưa ạ? Dạ, bất lần nói từ cái lượng tiền mà chị học được cái công thức quản lý tài chính và chị tiết kiệm thôi anh chị ạ. Chị đã tiết kiệm ra là gọi là hàng chục triệu đồng mỗi tháng, bởi vì chị này chị sao dữ quá.
Nên là chưa nói tới cái việc mà chị tạo ra tiền, mà cái việc mà chị biết quản lý dòng tiền thôi là chị đã dư giả tiền bạc hơn rất là nhiều rồi. Và lúc đó cái năng lượng của chị cao lên. Mà ngay tiếp theo anh chị, tuần tiếp theo chị ăn mừng với Lan. Ôi Lan ơi, hôm nay là chị có khách hàng gõ cửa, tự động gõ cửa tìm đến. Rồi là tuần tiếp theo chị lại ăn mừng với Lan. Lan ơi, bình thường là khách hàng của chị là người ta chỉ làm mối thôi, người ta chỉ làm may thôi. Hôm nay là khách hàng của chị là vừa có làm combo nhé, vừa làm mối vừa làm may. Thế là chị bán được những cái đơn hàng cao hơn. Và cho tới sau 6 tháng chị ứng dụng anh chị, thì từ cái thu nhập 100 triệu lợi nhuận nhưng mà chị phải chi trả tất cả mọi thứ và chị không dư, thì chị đã gia tăng lên được cái thu nhập 200 triệu lợi nhuận một tháng. Tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Từ cái bữa đó là thay đổi chuyển hóa cái suy nghĩ của mình thôi đó. Và chị cũng đã có thể là phát triển thêm một cái chuỗi suy râm của chị. Và chị cũng đã có thể là đạt được cái mục tiêu ngôi nhà mơ ước của chị. Sau khi mà chị chuyển hóa từng bước một như vậy. Nên là ngày hôm nay anh chị sẽ làm gì nếu như mà hiện tại là mình cảm thấy ô tất cả mọi thứ, hay chỉnh sức khỏe, mối quan hệ chưa như mình mong muốn, mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ ngồi một chỗ, mình sẽ giờ sao đúng không? Dạ, mà mình tâm trí của mình cứ tập trung vào những cái vấn đề như vậy thì từ ngày này qua ngày khác và sẽ không có cái điều gì xảy ra đúng không anh chị? Và Lan nghĩ nếu như mà chị đó không gặp được câu lạc bộ thì chắc là chị cũng có dư xảy ra. Vậy thì theo anh chị ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu từ đâu ạ? Dạ tuyệt vời quá, thay đổi từ cái suy nghĩ của mình. Thế chúng ta cần phải bám sát cái công thức này anh chị, tại vì đấy là cái nhiệt kế tài chính, cái kế hoạch tài chính bên trong tâm thức của mình. Cái công thức mà ngài tới hay cơ, bao nhiêu anh chị đã đọc cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú, có thể comment tôi giúp anh đứng ạ. Dạ đúng rồi, cái công thức là sao ạ? Cái công thức này mình đọc rất là quen thuộc tới nỗi nhiều anh chị cảm thấy hờ hững với nó quá. Nhưng mà mình cần phải bám sát cái công thức này anh chị, tại vì trên cái hành trình của mình á, nó chỉ có công thức này thôi. Và thậm chí là mình nhớ là mình phải viết ra tay mỗi ngày để mình nhớ. Đó là mình dặn vào cái phòng làm việc, cái nơi nào mình dễ nhìn thấy nhất. Suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, và hành động tạo ra kết quả. Đến khi mà mình chưa thấy kết quả là đừng tập trung vào kết quả. Một cái khế mà bây giờ là nó đã ra quả khế chúa rồi. Bạn tập trung vào kết quả và bạn hái cái quả đó. Và bạn thấy cái quả khế ngọt vào. Nhưng mà bạn có thấy được những cái cành khác không? Bạn có thấy hết được tất cả những cái khác. Và quan trọng là mùa sau thì nó vẫn ra quả gì ạ? Nó vẫn ra cái quả khế chúa đó. Nên là hãy bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của mình. Hãy hỏi mình á, là cái suy nghĩ này nó đã có phải là suy nghĩ của người thành công chưa, nó đã có phải là suy nghĩ mà giúp cho mình đưa tới cái sự giàu có hay là chưa. Nếu như chưa, đừng tập trung vào kết quả, tập trung vào chuyển hóa cái suy nghĩ của mình trước anh chị. Tại vì ngay tới hai cơ ông đã nói là gì ạ, thế giới nội tâm của bạn tạo nên cái thế giới bên ngoài của bạn. Vậy thì làm như thế nào để mà chúng ta có thể là thay đổi lại cái kế hoạch tài chính bên trong tâm thức của mình? Làm như thế nào thì chúng ta sẽ biết được, đầu tiên chúng ta phải biết được là nó được hình thành từ đâu đúng không? Thì cái kế hoạch tài chính bên trong tâm thức của mình thì nó được hình thành từ những cái thông tin, từ những cái lập trình mà chúng ta nhận được trong quá khứ, đặc biệt là cái thời thơ ấu. Nên là chúng ta sẽ thấy nếu như mà trong quá khứ là mẹ mình, ba mẹ mình không có quản lý dòng tiền tốt, là hình như là mình lớn lên mình cũng như vậy luôn. Cho tới khi là mình được học một người thầy nào đó và mình thay đổi, thì chúng ta cần phải thay đổi thông qua bốn cái anh chị. Cái đầu tiên là qua lời nói, qua lời nói. Và ngay trước Lan rất là bám sát cái này luôn anh chị ạ. Thông qua lời nói, bạn đã được nghe gì khi còn nhỏ? Và lúc còn nhỏ Lan nghe nói là tiền là tội lỗi, vì tiền mà gia đình của mình không hạnh phúc.
Và chính vì vậy là mình chưa bao giờ mà dư dả được cái tiền bạc trong tài chính của mình. Và tới khi mà vào câu lạc bộ anh chị, lúc đó Lành nói là không biết là Lành phải thay đổi bắt đầu từ đâu đấy. Và bắt đầu Lành bắt đầu từ cái lời nói của mình. Tại vì cái tiềm thức của mình đó là nó cài đặt mấy chục năm quá rồi. Mình không có thể nào một phát mà mình bắt đầu là nó phải lúc nào cũng năng lượng đỉnh cao, lúc nào mình cũng kiểm soát được. Nhưng mà cái miệng của mình á, là mình có quyền nói ra những cái điều gì, nói ra những cái lời gì. Tại vì đó là ý thức, và ý thức là mình kiểm soát được. Lành ví dụ ý thức là gì? Ý thức là mắt của mình nhìn thấy gì này, tai của mình nghe gì, mũi của mình ngửi được mùi hương gì, miệng của mình nói cái gì. Đúng không? Lành là, ví dụ bây giờ là ý thức của Lành là hành động đi, thì là nói cái tay này đúng không? Dạ, cầm cái ly nước uống cho chị. Đúng rồi. Ý thức là nghe lời mình liền, cầm ly nước uống. Bây giờ nói là bỏ ly nước xuống, bỏ xuống, đó chính là ý thức. Có nghĩa là mình phải hiểu rất là rõ là ý thức là mình điều khiển được. Nhưng mà cái tiềm thức bên trong này, đó bây giờ là Lành ví dụ đi, cái tiềm thức của mình là cái mình điều khiển được này, nên là đừng cố gắng điều khiển tiềm thức. Ví dụ là ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, 58 tuổi, là lần đầu tiên gặp mà cô gái ấy, không hiểu sao là bị trọng tiếc sét ái tình bị trọng tiếc sét ái tình trong cái lần đầu gặp gỡ. Đó là tiềm thức nha. Cái là về ba mẹ nói cô gái này là con không nên quen, cô gái này là không phù hợp với gia đình của mình. Cái là mình nói ừ thôi chắc mình đừng quen cái cô gái này nữa. Nhưng mà anh chị có thay đổi được cái con người bên trong này ạ? Anh chị có thay đổi được cái suy nghĩ bên trong này ạ? Hay là ba mẹ càng cấm càng yếu? Đó là cái tiềm thức của mình. Nhưng có đôi khi là nói ôi thôi đừng có tập trung, đừng có nhớ người đó nữa. Nhưng mà hiểu, hiểu sao á, càng càng mà không có tập trung là càng nhớ nhiều hơn. Bao nhiêu anh chị trải nghiệm cái điều này rồi ạ? Hoặc là mình nghe bạn bè nói thôi cái cô này là cô gái này là không có tốt đâu, ông là ông đừng quen cái cô này nhá, cô này là không có tốt đâu. Nhưng mà không hiểu sao, tại vì là trọng tiếng sét ái tình rồi, là bây giờ ai nói mặc kệ, nhưng mà yếu thì vẫn cứ yếu. Có anh chị nào đã từng có những cái thời lý lần như vậy khi mà mới bắt đầu yếu không ạ? Cái bên trong nè không có điều khiển được anh chị ơi. Đó chính là cái câu chuyện của trái tim. Nhưng mà cái ngày hôm nay thì cái mà mình đã có thể là điều khiển được, đó chính là cái ý thức của mình thông qua năm giác quan của mình. Cho nên là đầu tiên bám sát qua cái lời nói, bám sát qua cái lời nói. Và lúc đó là Lành nói rằng Lành biết thay đổi như thế nào, tại vì hành động thì mình cũng biết hành động gì. Và lúc đó là nói Lành có thể thay đổi được cái lời nói của Lành. Và thế là Lành chỉ cần là buông cái suy nghĩ của mình ra thôi anh chị. Chưa những cái lúc mà vào câu lạc bộ, đôi khi vào câu lạc bộ cộng mình cũng gặp những cái suy nghĩ đó, còn nghĩa là nó cứ nho nhỏ trong đầu mình là ồ gần sắp tới ngày đóng tiền ngân hàng, rồi là nó cứ nhỏ nhỏ trong đầu mình là gần sắp tới ngày đóng tiền mặt bằng. Và nó không có cho mình cái phút nào thanh thản để mà mình có thể thoải mái trong cái suy nghĩ của mình không có tự do được. Cái lúc nói Lành mà nói rằng là nếu như mà mình tiếp tục quá là để cho những cái tiếng nói nhỏ này nó quản lý mình, là cái tương lai của mình chỉ như vậy thôi, cái tương lai của mình không thay đổi được, mình phải bám sát cái ngôn từ của mình để thay đổi. Và thế anh chị, cho dù là những cái lúc mà Lành lái xe, Lành đi từ nhà ra chợ, Lành cũng tuyên bố 17 tư duy triệu phú. Cái lúc mà Lành ngồi lúc mà Lành ngồi học, trong lúc đó Lành đầu tiên Lành tuyên bố 17 tư duy triệu phú, Lành không có cảm xúc. Nhưng mà lúc đó Lành nói cái câu là tôi là người thành công, tôi là người giàu có, và Lành rất là cảm xúc luôn. Cái là Lành cứ lặp đi lặp lại cái điều đó thôi anh chị. Mà Lành chỉ hở ra thôi, và bên trong mình nó có những cái suy nghĩ là chưa được tích cực, nó cứ nhén nhỏi vào. Và không, Lành nói là mình phải tận dụng cái ngôn từ của mình để mà mình thay đổi cái tế bào bên trong của mình. Tại vì chúng ta đọc sách Sức mạnh tiềm thức đó là anh chị biết rồi đúng không ạ? Cứ mỗi phút trôi qua là hàng triệu cái tế bào mới của mình là sản sinh ra, và những cái tế bào cũ thì nó không còn. Thì sao ạ? Nó nghĩa là cứ mỗi phút trôi qua thôi là bạn đã có cái hàng triệu tế bào mới rồi. Và bây giờ là trong cái phút đó mà bạn chỉ cần tuyên bố những cái tư duy của người thành công thôi, thì những cái tế bào đó nó biến thành cái tế bào thành công. Và sau 11 tháng anh chị, là toàn bộ tế bào bên trong cơ thể mình nó thay đổi hoàn toàn mới luôn. Nên là nếu như bạn từng dùng được 11 tháng đó mà bạn bám sát bằng những ngôn từ của mình, đó là tế bào bên trong của bạn trở thành người thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc trọn vẹn.
Thì khi mà bên trong mình như thế nào là nó chính xác, là nó đi theo cái công thức suy nghĩ, cảm xúc, hành động và kết quả. Suy nghĩ mình khác á, là cái hành động của mình nó sẽ khác đi. Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Khi mà bắt đầu, anh chị có thể bám sát thông qua cái lời nói của mình, đúng không ạ? Nhé. Và cái thứ hai là gì? Và mình những cái gì mà cài đặt trong cái nhật kế tài chính của mình đó, thì nó cũng tới từ là cái khuôn mẫu mình đã nhìn thấy những cái gì mà mình làm khi còn nhỏ. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là ba mẹ chúng ta là người buôn bán thì thường là con cũng sẽ trở thành người buôn bán. Ví dụ giống như cái lanh mà mẹ cô chủ mà bằng cả thì thường là các con của cô chủ mà lớn 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 thì cũng là trở thành người bằng cả. Ví dụ như là ba mẹ làm giáo viên thì có xu hướng là con lớn lên cũng làm giáo viên. Ba mẹ làm công an thì con lớn lên cũng có xu hướng làm công an. Nên là mình thường làm theo khuôn mẫu. Nhưng mà nếu như bây giờ mình không có mong một cái điều đó thì sao? Bây giờ mình thấy là ba mẹ mình nói là cũng đang có một công việc đó, nhưng bây giờ mình muốn thoát ra, mình không có muốn như vậy. Mình muốn là mình phải tự do cơ, mình phải bay nhảy. Mình muốn là mình phải chinh phục toàn thế giới này. Mình không có muốn là ngồi một chỗ trong một cái bốn bức tường như vậy cho tới năm là 50 tuổi, 60 tuổi rồi sau đó mình nghỉ hưu. Mình không có muốn. Vậy thì bây giờ mình phải chọn một cái môi trường mà đáng có cái điều mình muốn rồi, và mình làm theo cái khuôn mẫu đó thì mình sẽ tạo ra kết quả đó. Và cái thứ ba đó chính là cái sự kiện cá nhân cụ thể của mình. Nghĩa là mình đã trải nghiệm những cái gì từ khi còn nhỏ cho tới khi là mình lớn lên. Và đa số thường là mình nhìn thấy những cái trải nghiệm của những người là họ chưa có thành công. Ví dụ như mình thường nghe câu là khó quá bỏ quá đó. Nên là đôi khi mình bị những cái suy nghĩ đó nó bám vào trong gốc rễ của mình anh chị ạ. Và trên cái hành trình mà mình đi thì đôi khi là mình cũng như vậy luôn. Và bước trên cái hành trình thành công của mình, đôi khi mình thấy ôi thôi cái gì khó quá bỏ qua, thế là mình bỏ cuộc. Và những cái sự kiện nhỏ thôi nhưng mà nó tác động rất là lớn từ bên trong tâm thức của mình. Tại vì những cái gì bên trong tâm thức của mình đó thì mình làm theo mà. Mình hành động theo một cách rất là tự nhiên. Nên là ngày hôm nay chúng ta cần cần thay đổi lại những cái yếu tố đó để mà giúp cho chúng ta thay đổi cái kết quả bên ngoài của mình. Đó chính là chúng ta cần phải cài đặt và gia tăng lại cái nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức của mình. Và cái cách để mà chúng ta cài đặt lại, thứ nhất đó chính là nhận thức. Thứ nhất là mình nhận thức được. Mình nhận thức được là những cái tư duy niềm tin này nó có đúng hay là không, nó có hỗ trợ sự thành công của mình hay là không. Và cái thứ hai đó chính là sự hiểu biết. Khi mà mình hiểu biết được cái cách suy nghĩ rồi, khi mà mình hiểu được là cái tư duy niềm tin này nó hỗ trợ cho sự thành công của mình rồi thì mình tiếp tục nuôi dưỡng. Còn nếu như mà nó không hỗ trợ thì sao? Mình sẽ chuyển hóa nó lại thành cái tư duy hỗ trợ sự thành công của mình. Ví dụ như là ngay từ lúc nhỏ là mình bị mọi người là đưa cho mình nếu cho mình những cái tư duy là sao? Gọi là nhà mình là không có giàu đâu, mình nói là không có khiểu kinh doanh đâu, mình không có giỏi, mình không có thông minh đâu. Thì bây giờ mình bắt đầu neo lại gia đình tôi đang phát triển và thành đạt mỗi ngày, tôi đang càng ngày càng thông minh, tôi đang càng ngày càng thành công và phát triển. Một có thể là tôi sinh ra trong một gia đình chưa được giàu có, nhưng mà một gia tộc giàu có sẽ được sinh ra từ tôi. Đó là sự hiểu biết để mà mình cài đặt lại. Và cái thứ ba đó chỉ sự tách biệt. Và chúng ta hiểu được khi mà mình có một cái tư duy mà nó chưa có hỗ trợ sự thành công của mình thì mình tách biệt ra, mình biết được rằng đây là một cái tư duy không phải là của mình, mà mình đã vô tình nghe ai đó nói, hoặc là mình đã nghe trong quá khứ hoặc là hiện tại thôi. Và đó chỉ là một cái tư duy của người khác thôi, nó không phải là cái niềm tin của mình. Và mình tách biệt những cái điều không hỗ trợ ra để mình định hình lại những cái tư duy niềm tin hỗ trợ sự thành công của mình. Và cái yếu tố thứ tư đó chính là định hình lại suy nghĩ của mình. Thế làm như thế nào để mình có thể là cài đặt lại những cái tư duy của người thành công và giàu có trở thành cái tư duy niềm tin của mình? Thì đó là những cái bước để mà mình có thể là bắt đầu trên cái hành trình cài đặt lại cái nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức của mình. Và đặc biệt là làm như thế nào để mà chúng ta có thể là cài đặt lại một cách đúng đắn nhất, cài đặt lại đúng cái bộ tư duy của người thành công. Thì vào chủ nhật tuần này, trong cái nhóm
60 ngày làm chủ tâm thân trí, chúng ta sẽ được làm cái quy trình gia tăng nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức của bạn. Làm như thế nào để mà bản thân của Lan chuyển hóa từ một người chưa dương tài chính trở thành một người có cái nhiệt kế tài chính của những người đang dương tiền? Làm như thế nào từ một người đang dương tiền rồi bây giờ mình chuyển thành cái nhiệt kế tài chính của một người có thể gia tăng cái thu nhập của mình lên gấp 2 lần? Làm như thế nào để mình có thể là chuyển được cái nhiệt kế tài chính của bên trong tâm thức của mình trở thành cái nhiệt kế của một người mà luôn phát triển được cái sự tài chính? Thì vào chủ nhật tuần này, trong cái nhóm 60 ngày làm chủ tâm thân trí, chúng ta sẽ được cài đặt lại nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức của mình để mà anh chị có thể là tạo ra cái sự tăng trưởng về tài chính. Bao nhiêu anh chị mong muốn là cài đặt lại cái gốc rễ nhất, cái nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức của mình để mà tài chính của mình nó sẽ luôn tăng trưởng và phát triển. Và cái quy trình này anh chị ạ, nó sẽ giúp cho mình không những là có cái sự thay đổi về tư duy đó, mà nó sẽ giúp cho mình cài đặt lại có thể là trong quá khứ cho tới là hiện tại đôi khi là chúng ta bị néo những cái niềm tin chưa hỗ trợ cho cái sự thành công về tiền bạc. Và cái tiền bạc đó, nó giống như là một cái mạch tiền mà nó giống như là một cái dòng năng lượng, và chỉ cần là một cái niềm tin không động thôi anh chị ạ, thì nó giống như là một cái cọng nước vậy đó, và nó bị nghẹt một cái bao ni lông, thì cái cọng nước đó nó cũng không thể nào mà lưu thông được và nước nó không có thể là đi ra được. Nhưng mà ngày hôm nay cũng là cái niềm tin đó, nhưng mà chúng ta chuyển hóa lại trở thành cái niềm tin của người thành công, thì giống như là anh chị đã lấy được cái bao ni lông nó ra, là Lan nói là bao nhiêu cái nguồn lực dòng tiền của mình nó được lưu thông và nó chảy về, nó tràn về trong nhà của mình. Giống như là nhiều anh chị chỉ vào cái nhóm rèn luyện tâm thân trị đó thôi, nhưng mà sao ạ, lưu thông được dòng tiền đó, từ dẫn là trước giờ ba mẹ không bao giờ mà cho đức tự nhiên đó. Không hiểu sao nấy là cho con bất động sản rất là nhiều luôn. Rồi có nhiều chị là trước giờ là chồng là không có bao giờ mà đưa tiền đó nhé, mà tự nhiên không hiểu sao vào làm quy trình đó là chồng là đưa tiền cho vợ giữ, mà đưa rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Thậm chí là có nhiều chị là kể mắc cười lắm, ngày lễ là em không có được tặng hoa tại vì là chung có bao nhiêu tiền là đưa cho em hết nên là thậm chí cũng có tiền mua hoa tặng cho vợ luôn anh chị ạ. Nói mới vui, nhưng mà đó chắc là cũng là điều mà các chị đang thích. Rồi có những chị không hiểu sao tự nhiên là có những cái khoản mà chưa dâng tài chính trước đó, tự nhiên mình lưu thông được cái dòng tiền của mình đó, tự nhiên người ta gõ cửa để mà có thể là trả lại những cái số tiền trước đó cho mình. Rồi là có những cái dòng tiền mà khách hàng hứa trả rồi ấy là chưa trả, khi mà mình lưu thông được cái bên trong đó, tự nhiên là khách hàng chuyển khoản cho mình. Bao nhiêu anh chị đã được tham gia cái nhóm rèn luyện tâm thân trị, mình được cài đặt quy trình này và mình đã có những cái khoản tiền bất ngờ về mình ạ. Mình đã có những cái khoản tiền mà nó làm cho mình rất là dễ dàng lưu thông ạ. Thì anh chị có thể comment tôi giúp anh được ạ. Tuyệt vời quá. Và đó chính là những cái gì nguồn lực mình đang có. Và khi mà chúng ta làm quy trình đó thì không phải, và đôi khi nhiều anh chị sẽ nói là ố về ba mẹ tôi làm gì có đức mà cho, đúng không ạ? Hoặc là mình sẽ có những cái là ồ tại vì tôi không có nguồn lực này, tôi không có nguồn lực kia. Nhưng mà tiềm thức anh chị ạ, luôn biết là cái con đường nào nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để mà giúp cho mình thu hút cái nguồn lực để đạt được cái mục tiêu mình mong muốn. Nên là trong tất cả mọi chúng ta đều có những cái năng lực khác nhau, đều có những cái lợi thế khác nhau. Và có thể mình chưa hiểu được điều đó, nhưng mà cái con người bên trong của mình nó sẽ hiểu rất là rõ, và nó sẽ biết cái con đường nào nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để mà giúp cho mình đạt được cái điều đó. Cho nên cái quan trọng là mình cần phải tập trung vào cái kết quả mình mong muốn. Thì trên cái hành trình đó, tiềm thức sẽ sắp xếp trong một trật tự linh thiêng, có thể là bằng mọi nguồn lực này nguồn lực kia, và thậm chí là chúng ta không có biết được cái nguồn lực đó tới từ đâu đó. Nhưng mà khi mà chúng ta cứ tập trung vào kết quả như vậy thì cuối cùng thì chúng ta lại đạt được cái đích cuối cùng, mình tới đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn. Nên là bà nhà anh chị mình đã rất là sẵn sàng để có thể cài đặt lại cái nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức của mình ạ. Bao nhiêu anh chị rất là sẵn sàng để mà giúp cho mình có thể là gia tăng cái nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức của mình ạ. Và đây chính là cái quy trình anh chị ạ, cái quy trình mà đã giúp cho Lành có thể là thay đổi cái nhiệt kế tài chính của một người đang có cái thu nhập đó là 5 triệu mỗi tháng, Lan có thể phát triển lên 10 triệu.
Và sau đó liên tục như vậy, là liên tục phát triển như vậy, thì ngày hôm nay nó đã gia tăng lên rất là nhiều lần. Và đó là cái bước đầu tiên mà đã giúp Lan thay đổi được. Và cái hồi mà mới vào câu lạc bộ anh chị, Lan rất là mơ ở cái con số 10 triệu. Nhưng mà nhờ được làm quy trình đó, Lan cũng đã chinh phục được cái con số đó, là gấp đôi thu nhập của mình trong cái tháng thứ hai anh chị. Tết và cứ liên tục như vậy. Một cái điều tuyệt vời đó chính là anh chị vào đấy mà được đồng hành trọn đời. Nên là mình cứ liên tục được cài đặt lại cái nhật kế tài chính bên trong tâm thức của mình. Và nhờ như vậy thì cái dòng tiền của Lan nó liên tục được gia tăng. Và đó chính là cái công thức mà chúng ta tạo ra cái sự bền vững. Tại vì ngày hôm nay chúng ta sẽ không biết thị trường như thế nào. Ví dụ như là giống như trong cái thời kỳ năm 22, đúng không anh chị? Thì có những cố Covid tới mà chưa như mình mong muốn lắm. Nhưng mà lúc đó bản thân của Lan và rất là nhiều anh chị trong câu lạc bộ được cài đặt cái nhật kế tài chính bên trong tâm thức của mình. Nên nó là mình vẫn biết cái cách làm như thế nào để biến rủi ro thành cơ hội. Và trong khi rất là nhiều người họ không có công việc, nhưng mà bản thân của Lan vẫn có thể là phát triển cái tài chính của mình, thậm chí là gia tăng hơn cái thời kỳ mà chưa có Covid. Tại vì mình đã được cài đặt bên trong cái tâm thức của mình rồi, thì cho dù thị trường như thế nào, khách hàng đối tác như thế nào, tiềm thức vẫn biết được cái nguồn lực tốt nhất để mà giúp cho anh chị lấp đầy lại cái nhật kế tài chính mình đã được cài đặt. Bao nhiêu anh chị ra quyết định là mình sẽ có mặt trong cái nhóm 60 ngày rèn luyện tâm thân trị vào chủ nhật tuần này, để mà anh chị được gia tăng cái nhật kế tài chính của mình. Anh chị có thể là comment tôi đứng ạ. Và những anh chị nào mình đã rất là sẵn sàng thì mình có thể là nhắn tin cho nhóm trưởng của mình để được hỗ trợ. Và đặc biệt những anh chị nào mình có mặt trong cái nhóm mà rèn luyện tâm thân trị vào chủ nhật tuần này, thì anh chị sẽ được tặng một cái bộ ngôn từ thôi miên để mà giúp cho anh chị có thể đạt mục tiêu mình mong muốn. Và bộ ngôn từ thôi miên này thì nó sẽ có những cái bộ ngôn từ rất là quan trọng. Cái thứ nhất là có thể giúp cho mình gia tăng lại được tiền bạc. Cái thứ hai là có thể là kết nối được cái con người khôn ngoan trí tuệ bên trong mình. Và có một cái rất là hay nữa, đó chính là có những cái bài thôi miên để mà giúp cho thậm chí là bản thân của mình hoặc là gia đình của mình bỏ những cái thói quen không có tốt, ví dụ như là thuốc lá này, hoặc là những cái thói quen về rượu bia này không có tốt đó, thì có cái bài thôi miên để gửi tặng cho anh chị luôn khi mà chúng ta có mặt trong chủ nhật tuần này. Nên là nếu như mà anh chị nào đã sẵn sàng thì anh chị có thể nhắn tin cho nhóm trưởng của mình để được hỗ trợ giúp chúng ta có mặt vào chủ nhật tuần này, để mà chúng ta được làm cái quy trình và đặc biệt là được những cái phần quà tuyệt vời của câu lạc bộ nhé. Và ngày hôm nay thì Lan cũng rất là vinh dự, Lan được mời lên đây một người chị tham gia câu lạc bộ một thời gian rất là ngắn, và trước đó thì chị cũng có một cái kết quả rất là tuyệt vời, và chị cũng đã có một cuộc sống mà cũng rất là nhiều người ao ước đạt được vị trí giống như chị rồi. Nhưng mà cái ước mơ của chị lớn hơn rất là nhiều, và chị luôn đặt ra những cái ước mơ lớn hơn. Và vì vậy chị cũng đã ra quyết định là bước trên cái hành trình chinh phục ước mơ đó. Và giờ như vậy thì chị cũng đã tạo ra những cái kết quả rất là tuyệt vời. Bao nhiêu anh chị muốn là mình sẽ hưởng được cái năng lượng của người thành công ạ. Mình sẽ học được cái bí kíp của người thành công, có thể comment tôi đứng ạ. Vậy thì bây giờ cả nhà ơi, với 100% năng lượng, có thể cho Lan mượn đôi bàn tay xinh xắn của anh chị được không ạ? Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để Lan có thể mời lên đây doanh nhân chị Mỹ Hương của chúng ta. Lan xin mời doanh nhân chị Mỹ Hương ạ, có thể là chia sẻ câu chuyện thành công của mình để truyền cảm hứng cho mọi người ạ. Xin chào cả nhà, xin chào doanh nhân Nguyễn Lành. Trước tiên thì Hường xin gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Trình Hy, doanh nhân Nguyễn Diễm, doanh nhân Trần Vi, là ba vị thầy, ba vị thuyền trưởng đã giúp cho Hường và tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ mình có một cái cuộc sống được tốt đẹp hơn. Và xin gửi lời biết ơn đến doanh nhân Nguyễn Lành hôm nay đã cho Hường lên chia sẻ cái câu chuyện thành công của Hường, và cũng gửi lời biết ơn đến doanh nhân Nguyễn Thắng, doanh nhân Đậu Hà và tất cả các anh chị em doanh nhân trong câu lạc bộ cũng như ban tổ chức đã ngày đêm cống hiến phụng sự trao giá trị. Gửi lời biết ơn đến doanh nhân em Phan Hường là nhóm trưởng của Hường đã gieo duyên cho Hường biết đến môi trường câu lạc bộ. Và cũng biết ơn đến gia đình, chồng, các con và các anh chị em đội nhóm đã luôn tin tưởng, yêu quý Hường, đồng hành cùng với Hường, giúp cho Hường có một cái kết quả ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời. Và Hường xin giới thiệu với cả nhà là Hường tên đầy đủ là Nguyễn Thị Mỹ Hường,
Năm nay Hường 48 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc ở Lâm Đồng. Ở đây mình có bao nhiêu anh chị em ở Lâm Đồng mà đồng hương cùng với Hường ha? Rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn cả nhà và Hường xin chia sẻ câu chuyện của Hường. Thì trước đây Hường cũng là một quản lý của một ngân hàng và cũng là một người có một cái công việc nhiều người mơ ước đến, nhưng mà thật ra thì cũng trong bên trong mình nó cũng có một cái khao khát về sự cống hiến phụng sự và cái sự phát triển đi lên. Thì mức nhập của Hường hiện tại cái thời điểm đó thì cũng là đáng bao nhiêu người mơ ước, là Hường cũng trên 20 triệu một tháng các chị, và thu nhập cũng rất là ok, rất là tốt. Một cái công việc và một cái mức thu nhập thì vô cùng tuyệt vời và cũng rất là nhiều người mơ ước. Nhưng mà cũng vì đôi khi mình cũng có một cái sự khao khát rất là lớn và cũng dẫn đến là cái sự vô minh của mình, thì mình cũng đầu tư vào tài chính thì nó cũng gặp cái tài chính không an toàn. Thì từ khi mà biết đến môi trường câu lạc bộ thì Hường đã tham gia vào câu lạc bộ. Sau một tuần thì Hường đã quyết định tham gia vào chuyên sâu, và sau một tháng thì Hường đã quyết định đốt thuyền các anh chị. Và cũng khi thời gian tham gia vào thì cũng không được sự ủng hộ của gia đình nội ngoại hai bên và cũng như chồng và các con, nhưng mà cũng bằng cái sự khao khát của mình thì Hường cũng đã xác quyết chọn cái con đường này làm cái con đường sự nghiệp, và cùng với các doanh nhân và các anh chị của mình để cống hiến phụng sự, trao giá trị và hướng tới cái tự do tài chính, tự do không gian và tự do thời gian. Thì đến hôm nay sau một thời gian Hường đồng hành cùng với câu lạc bộ thì hôm nay cái mức thu nhập của Hường cũng đã lên 9 con số, vô cùng tuyệt vời đúng không các anh chị? Và Hường một cái điều rất tuyệt vời nữa là Hường cũng đã giúp cho rất nhiều các anh chị đã thay đổi cái cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, và các anh chị đồng hành cùng với Hường cũng đã có một cái kết quả rất là lớn từ các tỉnh thành trên cả nước của chúng ta. Và một cái điều tuyệt vời nữa là Hường cũng đã làm chủ được bản thân mình. Từ khi mà Hường trước khi Hường vào câu lạc bộ thì mình cũng là một cái người thì cũng mang cái tố chất mình là lãnh đạo, thì cho nên nó có những cái tính chất cái về cái bản tính của mình nó cũng chưa có được ok lắm. Nhưng mà từ khi vào câu lạc bộ thì Hường cũng đã biết làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được suy nghĩ của mình. Thì trước đây Hường cái tính nó cũng không có được mát tính các anh chị. Nhưng mà từ khi vào câu lạc bộ thì mình đã chuyển đổi được cảm xúc và làm chủ được cái tính của mình, nó đầm hơn, dễ chịu hơn. Và cái sức khỏe của Hường thì trước khi Hường vào câu lạc bộ thì mình cũng cứ lao đầu vào kiếm tiền, cho nên là sức khỏe nó cũng không ok. Trước đây mình cứ toàn là chạy theo tiền thôi các anh chị, mà làm hoài thôi mà cũng chẳng thấy tiền đâu hết trơn trọi á. Nhưng mà từ khi vào câu lạc bộ được rèn luyện về thực hành về các cái quy trình của những người thành công, thì Hường cũng đã thực hiện bỏ quỹ tự do tài chính. Thì đến hôm nay Hường cũng có một cái quỹ tự do tài chính cũng khá khá các chị. Mình biết tiết kiệm tiền hơn. Trước đây mình làm rất là nhiều tiền mà không biết tiền nó ở đâu hết trơn trọi. Cứ rồi xong là cứ không biết tiền ở đâu. Nhưng mà hôm nay Hường cũng đã biết quản lý được dòng tiền của mình, tuy là tiền cũng tương đối thì nhưng mà mình cũng đã biết quản lý được rất là tốt. Thứ hai nữa thì trước đây khi mà Hường chưa tham gia vào câu lạc bộ, mình cứ lao đầu vào kiếm tiền và mình không biết đến bản thân, cũng không ai cũng nói là bản thân mình mà tại sao không biết yêu thương. Nhưng mà thật ra các chị, mình yêu thương cơ thể mình không có đúng cách, mình không biết cách ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý là như thế nào cả. Thế là cứ rơi vào trường hợp rằng là đôi khi mình cứ nghĩ rằng là mình thiếu ngủ rồi ABCZ nọ kia, nhưng mà thật ra đó là mình dùng dinh dưỡng không đúng cách, không đúng đủ đều các anh chị. Nhưng mà từ khi vào câu lạc bộ Hường biết đến cái công thức của câu lạc bộ thì đến hôm nay thì trước đây Hường có cái gọi là huyết áp thấp, rối loạn tiền đình gì đó, cứ thường xuyên là như vậy các anh chị.
Nên là cứ đi bê hoài thôi, nhưng mà từ khi hơn một năm, thì khi mà gần một năm mà Hường vào câu lạc bộ thì tới giờ này thì Hường không uống một cái viên xanh đỏ tím vàng gì cả, và nhưng mà cơ thể rất là tràn đầy năng lượng từ sáng, bắt đầu từ 3 giờ rưỡi 4 giờ cho tới 11 giờ, hơn 11 giờ đêm, các anh chị vẫn tràn đầy năng lượng. Mà hôm nay Hường như thế này thì các anh chị cứ hình dung là cái kết quả của Hường nó như thế nào rồi đó. Và thật ra thì trước đây, trước khi vào câu lạc bộ cũng vậy, da Hường thật ra nó rất là nám, mỗi lần mà đi tiệc thì trang điểm lên vẫn không tự tin là mình đi. Cho nên, nhưng mà từ khi vào câu lạc bộ tới giờ thì hôm nay da dẻ của Hường thì các anh chị cũng đã nhìn thấy là bằng chứng xác thực rồi, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và một cái điều nữa là Hường cũng đã chia sẻ đến cái môi trường giá trị của câu lạc bộ của mình. Thì thật ra cái thời gian đầu á các anh chị, và Hường cũng như các anh chị ở đây thôi, khi mà mình biết đến cái môi trường câu lạc bộ thì mình cũng chưa có dễ là để mình đi trên cái con đường này, trên cái hành trình này. Nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ đơn giản rằng là cái công việc này của chúng ta chỉ có ngồi ở trong nhà thôi, không phải quan tâm gì tới việc mưa việc nắng của trời, hoặc là cái việc an toàn giao thông như trước đây. Hường phải sáng ra là phải lật đác lật đật lo cơm nước con cái, rồi đủ thứ việc trên trời dưới đất hết, rồi phải lật đá lật đật để đến cơ quan, rồi cứ lo giờ hành chính xong rồi lại lật đá lật đật đi về. Dù mưa dù nắng mà cái thời tiết ở Lâm Đồng thì các anh chị biết rồi, tới mùa mưa dầm thì nó không có ok chút xíu nào. Ở đây có doanh nhân Nguyễn Thắng của mình đã biết đến cái khí hậu của Lâm Đồng, tới cái thời điểm mưa dầm thì nó rất là không ok các anh chị. Mà trời thì ví dụ như cái mùa này á thì có thể sáng ra có khi là nhiệt độ có 10 độ thôi, nhưng mà vẫn phải đi làm. Nhưng mà từ khi vào bước vào môi trường câu lạc bộ thì không quan tâm gì tới chuyện mưa nắng hay là an toàn giao thông trên đường hay là ABCZ nọ kia, nó rất là tuyệt vời. Và có một cái là khi mà chúng ta trên cái cuộc hành trình này chúng ta ghi chép bộ livestream của Chủ tịch Trịnh Huy. Thật ra ngay thời điểm đầu nếu mà nói ghi chép thì rất là nhiều người nói là bây giờ tôi đang cần tiền, mà nếu mà nói cái việc ghi chép này thì làm sao mà có tiền được. Đúng là như vậy luôn các anh chị. Nhưng mà nếu như mình xác định cái vấn đề mà để thành công từ cái bộ tư duy gốc rễ, từ cái việc ghi chép livestream và livestream lại của Chủ tịch Trịnh Huy, thì chúng ta cứ hình dung rằng là chỉ bằng cái việc ghi chép như thế này, ngồi trong nhà, ngồi một chỗ mà không mưa không nắng không lo ngại gì mà không ghi chép được, mà để được thành công mà các anh chị không làm được, thì tôi nghĩ nó cũng chưa dễ để thành công ở ngoài xã hội đâu ạ. Bởi vì cái việc ghi chép livestream, thứ nhất khi mà Hường xác định được thì Hường chép rất là dễ dàng. Thứ nhất là nó rèn cho chúng ta cái tính kiên trì, thứ hai nữa là tăng tư duy. Và từ khi Hường hiểu được cái vấn đề này thì khi mà Hường chép được cái bộ livestream và livestream lại thì tư duy nó rất là gia tăng. Và tới thời điểm này thì cho dù gặp bất cứ cái đối tượng khách hàng nào thì Hường cũng rất là tự tin và chia sẻ, và Hường rất tự hào rằng là mình có một cái quyết định đúng đắn khi tham gia vào câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng. Thật sự là Hường rất là tự hào, và ngày hôm nay Hường rất tự tin đi ra ngoài xã hội, là nếu mà ai hỏi Hường làm gì thì Hường tự tin Hường chia sẻ. Không phải là sợ như trước đây mình chưa có một cái tư duy gốc rễ gì cả các anh chị. Cho nên là đối tượng của khách hàng của Hường bây giờ là ví dụ như là lãnh đạo ngân hàng hay là bí thư tỉnh hay chủ tịch tỉnh, Hường vẫn rất là tự tin để chia sẻ, bởi vì Hường cảm thấy cái môi trường nó vô cùng rất là tuyệt vời, và không có cái môi trường nào mà tuyệt vời như thế này cả. Nên là Hường rất là tự hào. Vì vậy mà các anh chị, nếu như các anh chị nào mà khi mình đã hữu duyên biết đến môi trường câu lạc bộ thì các anh chị cứ mạnh dạn, nếu đã tin thì hãy cố gắng. Và bởi vì đằng nào mình cũng xác định mình đi rồi thì đừng có chần chừ nữa, mà kéo dài thời gian mình ảnh hưởng tới cái thời gian thành công của mình thôi, chứ không có gì hết cả. Tại vì cái môi trường vô cùng tuyệt vời, và không những Hường mà tất cả các anh chị em ở đây, rất là nhiều người đã thành công từ cái môi trường này. Và thậm chí từ Hường rất trước đây khi mà Hường mới vào câu lạc bộ, Hường rất ngưỡng mộ cô Thiện và cô Phượng, là những cái vị doanh nhân mà lớn tuổi á, là cán bộ đã về hưu mà đã vô cùng thành công. Mà những cái cô như vậy, họ lớn tuổi như vậy họ còn thành công được, còn mình như thế này mà mình không thành công được, trời ơi, không lẽ mình không làm được điều đó.
À, cái thứ ba mà để ngưỡng mộ nữa đó là bạn Như Ý. Bạn đã mới học hết lớp 3 thôi. Trời ơi, mà họ học mới cái tới lớp 3 thôi mà con thì con mọn mà hai ba bạn con nhỏ mà còn trời bạn còn thành công được mà chẳng lẽ mình không thành công được. Trời, Hường rất là ngưỡng mộ và từ đó là Hường nói là không có cái gì mà không làm được cả, cho nên là thật sự là những anh chị nào mà mình đã hữu duyên tới câu lạc bộ thì mình xác quyết và mình hãy đi. Và hiện tại cái chiến lược của câu lạc bộ mình là đứng trên vai người khổng lồ, thì các anh chị cứ tự tin và mạnh dạn. Và lúc nãy doanh nhân Nguyễn Lành cũng đã chia sẻ vào cái chủ nhật tuần này mình có cái chương trình rèn luyện thân tâm trí về gia tăng cái nhiệt kế tài chính bên trong mình á. Thật sự là Hường kinh doanh trong lĩnh vực tài chính mà Hường nói thật với các anh chị là những cái niềm tin về cái gia tăng nhiệt kế tài chính đó thật ra Hường thấy mình không có đúng một cái chút xíu nào hết trơn. Từ khi mà được rèn luyện qua cái quy trình đó thì Hường cảm thấy mình nhiệt kế tài chính bên trong mình rất là lớn và có những cái công thức vô cùng tuyệt vời trong câu lạc bộ là Hường đã ứng dụng, đó là Hường thu hồi được thu nhập các anh chị. Thậm chí có những cái cái món mà tại vì Hường trước đây Hường cũng đã kinh doanh ở nhà Hường có kinh doanh về phân bón và cà phê các anh chị, thì cái vùng Lâm Đồng ở đây chúng ta đầu tư ra thì mà có những cái món mà Hường đã đầu tư ra mà ý 8 năm Hường vẫn không có thu được. Và mỗi năm Hường nhắc á, thì thậm chí họ còn ABCD với mình và 3 năm nay Hường không có nhắc tới, Hường nghĩ là thôi thì chắc là xong rồi đó. Nhưng mà là tuyệt vời là khi Hường biết đến câu lạc bộ, Hường ứng dụng cái công thức thì tự nhiên họ sẽ đem tiền đến cho mình mà vô cùng rất là bất ngờ, thật sự Hường rất bất ngờ. Và Hường thu về cũng một con số cũng vô cùng lớn là gần 3 tỷ các anh chị. Có những món mà Hường không bao giờ Hường nghĩ tới được và rất là nhẹ nhàng. Và nhóm trưởng của Hường cứ trêu Hường rằng là bây giờ chị sướng rồi ha, chị ngồi ở nhà một chỗ và người ta đem tiền đến thôi. Và thật sự là như vậy các anh chị, rất là tuyệt vời. À, đó là những cái thành công của Hường. Và có một cái điều đặc biệt nữa là Hường cũng đã chia sẻ cái môi trường câu lạc bộ của mình và Hường ứng dụng công thức của câu lạc bộ, và tới thời điểm hôm nay là con trai Hường và em gái Hường cũng đã đồng hành cùng với Hường trong môi trường câu lạc bộ này. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời và cũng là một cái mơ ước của Hường. À, nên là các anh chị mình nếu như đã hữu duyên biết đến câu lạc bộ thì các anh chị cho phép mình để được thành công, thật sự là hãy cho phép mình để được thành công các anh chị, và đồng hành cùng với câu lạc bộ để chúng ta có một cái cuộc sống được tốt đẹp hơn, thành công hơn, giàu có hơn và khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn các anh chị ha. Thì đó là những cái kết quả của Hường đã đạt được trong khi thời gian Hường tham gia vào câu lạc bộ. Thì Hường cũng một lần nữa xin cảm ơn doanh nhân Nguyễn Lành, cảm ơn các anh chị em doanh nhân trong câu lạc bộ của mình đã ngày đêm cống hiến phụng sự trao giá trị để giúp cho bản thân Hường và cũng như tất cả các anh chị em mình ở đây, cũng như là trên toàn nước Việt Nam mình và những anh chị em ở nước ngoài đã luôn hiến phụng sự ngày đêm trao giá trị để chúng ta có một cái cuộc sống thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, được trọn vẹn suốt cả cuộc đời, và chúng ta trở thành những công dân của nước Việt Nam mình rất là tự hào, và mình đi đâu mình cũng nói mình là người Việt Nam. Xin cảm ơn rất là nhiều, và kết quả của Hường cũng không phải là kết quả của điển hình, thì mỗi anh chị em có cái hành động khác nhau thì sẽ có một cái kết quả thành công khác nhau. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ quá là tuyệt vời ạ. Xin gửi lời cảm ơn tới gia nhân chị Mỹ Hương sáng nay đã chia sẻ câu chuyện cực kỳ truyền cảm hứng cho mọi người luôn ạ. Và cả nhà ơi, bao nhiêu anh chị mình mong muốn là mình cũng sẽ đạt được những cái kết quả giống như chị Hương ạ. Bao nhiêu anh chị mong muốn là mình cũng có thể là cài đặt lại những cái tài chính của mình. Và một điều tuyệt vời là chị đã thu nhập được con số rất là lớn, 3 tỷ đồng. Tuyệt vời không ạ? Mà có những khoản là trước đó nghĩ là không có biết có lấy được hay không. Bây giờ chị chỉ cần thay đổi lại bên trong thì bên ngoài. Từ khách đó là có cái sự đủ đầy tiềm thức thuộc nguồn lực để giúp chị đạt được điều đó. Và cái quan trọng là sao, ngày hôm nay chị cũng đã có thể bước lên cái hành trình để chinh phục cuộc sống tự do của mình. Chị cũng đã có thể là tạo ra được thu nhập chị con số. Bao nhiêu anh chị mong muốn là mình cũng sẽ bước lên được cái hành trình giống như chị Mỹ Hương ạ. Bao nhiêu anh chị mong muốn thì mình có thể comment tôi đứng ạ. Bao nhiêu anh chị mong muốn mình cũng sẽ hành động ứng dụng những bí kíp của chị Mỹ Hương để mà mình cũng sẽ trở thành người thành công tiếp theo. Mình có thể comment tôi đứng ạ.
Dạ rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì cả nhà ơi, chúng ta có thể là cho lên mừng cái trường năng lượng của anh chị, để chúng ta sẽ truyền năng lượng cho chị Mỹ Hương, để mà giúp cho chị có thể là đạt được những cái mục tiêu lớn hơn nữa, giúp cho chị có thể thực hiện cái sứ mệnh của mình. Rất là tuyệt vời luôn anh chị, giúp cho Việt Nam hồng cương có một phần nhỏ nào đó để mà Việt Nam chúng ta hồng cương, đúng ạ. 1 2 3 yeah. Rất là cảm ơn người dân chị Mỹ Hương sáng nay đã chia sẻ câu chuyện rất là truyền cảm hứng. Và bao nhiêu anh chị mình đã rất là sẵn sàng chúng ta có mặt trong cái nhóm rèn luyện tâm thần trị vào chủ nhật tuần này. Thì chúng ta có thể nhắn tin cho nhóm trưởng của mình để có thể hỗ trợ kịp thời giúp cho anh chị tham gia quy trình này. Tại vì đây là quy trình cuối năm 2024 rồi. Và đó là một quy trình để mà anh chị có được cái sự thay đổi về tài chính của mình. Chúng ta hãy biến cái Tết năm nay đúng là một cái Tết mà huy hoàng nhất. Hãy biến cái Tết năm nay là một cái dấu ấn mạnh mẽ nhất trên hành trình để mà chúng ta kiến tạo cái tương lai mới, cuộc sống thành công mới của mình. Và Lành rất là cảm ơn các anh chị đồng hành cùng Lành trong buổi hôm nay. Và chúng ta cũng hãy gửi lời biết ơn tới Chủ tịch Trình Huy, doanh nhân Nguyễn Diệp, doanh nhân Trân Vy, cùng với doanh nhân chị Kim Phương, doanh nhân An Nguyễn Thắng, doanh nhân chị Đào Hà, doanh nhân chị Mỹ Hương, và tất cả các doanh nhân của câu lạc bộ Chàng Trai Áo Vàng và các anh chị nhóm trưởng đã giúp cho chúng ta có thể tạo nên cái môi trường dung sáng rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và xin chúc cho anh chị có một ngày hạnh phúc trọn vẹn từng phút giây trong ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp anh chị trên đỉnh vinh quang cùng câu lạc bộ Chàng Trai Áo Vàng nhé. Thank you, I love you và Lan xin chào và hẹn gặp lại ạ.